Ngồi đây nha. Cô chủ quán xinh đẹp. Lâu lắm rồi á, ngồi đây nha, mới ghé qua tủ quán của em đó nha. Thật ra thì mấy nay cũng bận rộn lắm, qua mới đánh hàng ở xứ Quảng về, cho nên bây giờ ráng cố gắng sắp xếp thời gian, tranh thủ qua gặp em nè. Vậy thì hôm nay á, Bùi Khanh của em á phải uống cho thiệt say để bù lại những ngày cực khổ xuôi nam, chịu không nè? Hẳn nhiên rồi, ta đến đây á là vì cô em xinh đẹp, cho nên ngày hôm nay ta phải say vì cái đẹp đó mới được. Ô, Phạm Gia. Đi chung với ai đó? Một mình, cho gia nhân ngồi ăn bên kia rồi. Một mình hả? Nếu mà đi một mình á thì tôi mạn phép mời Phạm Gia đây ngồi đây uống chung rượu với tôi, uống có một mình nè. Mời. Có mỹ nhân kế bên còn buồn cái gì nữa. Nè mỹ nhân, em vào trong cho ta vài món nhắm ngon nhất của quán này để ta có thể tiếp đãi ông anh đại gia của tôi. Dạ, hai đại gia cứ tự nhiên. Mà nè, đại gia buôn trầm hương nổi tiếng nhất xứ Nghệ đó. Dạ, em xin chào đại gia. Cũng gần nửa năm rồi, tôi mới được ngồi chung với Bùi đại gia, nhà buôn gấm vóc lớn nhất xứ Thành Nghệ. Vừa rồi á, tôi mới vừa làm một chuyến vô xứ Quảng. Tôi hỏi thiệt Phạm huynh nha, gia đình lúc này như thế nào rồi? Cảm ơn Bùi huynh, bà Ngọc Trâm và cháu nhà tôi vẫn khỏe. Còn gia đình của anh thì sao? Còn bà nhà tôi hả? Trời ơi, vẫn bệnh hà rầm như ngày trước. Mà quan trọng nữa nè, cái dạo này hay ghen, mà ghen như là hoàng thư vậy đó huynh. Anh bay bướm như vậy, chị Ngà không ghen mới là lạ. Đàn ông mà, mình đi buôn bán cực khổ đi kiếm tiền, rài đây mai đó, thì dạy gì trong những lúc khổ cực đó mà có bông hoa này nọ mình không chịu ngửi hả huynh? Quỳnh thấy không, con gái nhà ai mà đẹp như tiên giáng trần vậy đó. Nếu như Bùi Khanh này có thể đặt cược hết tất cả tài sản để có một người vợ như vậy thì Bùi Khanh cũng cam lòng nữa đó huynh. Bùi huynh thật là khéo ăn khéo nói, lựa lời làm vừa lòng nữ giới. Trời cho Bùi Khanh này dung mạo cũng không đến nỗi nào, lại được thêm cái tài ăn nói nữa, nghĩ làm sao mà mình không sử dụng nó. Không sử dụng nó là phí của trời, huynh ơi. Huynh nè, Huynh nhìn đằng sau cô chủ quán đi. Cái chủ quán này nè, nhìn xinh đẹp nõn nà vậy. Thực ra Bùi Khanh này ngán tới tận cổ. Tại sao? Nhìn mặt qua da phấn như vậy, nhưng thực ra ở trong đó hả, toàn là sẹo trái rạ không. Sao anh biết? Bùi Khanh này không có nói gì sai cả, phải nhìn được tận mắt thì Bùi Khanh này mới dám nói. À Hầu đâu, cho thêm một bình rượu thượng hạng. Mà nè, mình rượu vào ra tiếng lại á, nói thì chúng ta cũng không có tin nha, nhưng mà tin hay không á là tùy Phạm Gia thôi. Trong vòng 3 ngày nữa thì cô hậu xinh đẹp sẽ nằm trong tay của Phạm Gia này. Đi đâu mà vội vàng vậy? Lại đây. Hãy xòe bàn tay xinh đẹp ra cho ta thưởng ngoạn. Với bàn tay xinh đẹp này á thì chỉ có thể rót rượu và đếm tiền, tại sao lại có thể rửa chén rửa nồi được? Thôi, em lui đi. Dạ, cảm ơn đại gia. Bùi huynh thật là đáo để bái phục. Tôi nói cho Phạm huynh nghe, trên đời này á không có người phụ nữ nào á mà Bùi Khanh này không chinh phục được. Và nên nhớ, dù chưa chồng hay có chồng thì đều sẽ chết với Bùi Khanh. Đời này làm gì có người đàn bà nào chung trinh với chồng hả huynh? Người khác á thì tôi không biết, chứ riêng bà Ngọc Trâm nhà tôi á, Bùi huynh nói vậy là hoàn toàn sai. Sai. Nếu mà huynh nói như vậy á thì huynh có dám thách đố với tôi không?
thách đố gì? Ông đi giao chuyến hàng này trong tầm khoảng một tháng đúng không? Cũng trên dưới một tháng. Tôi chưa biết á, bà nhà Ngọc Trâm của ông. Nhưng nếu như ông dám thách đố thì tôi dám cam đoan với ông rằng trong một tháng ông đi hàng về thì vợ của ông không còn chung trinh tiết tháo nữa. Bù huynh sai rồi, không bao giờ có chuyện đó đâu. Huynh nói ta sai hả? À. Vậy thì bây giờ huynh có dám thách đố với ta không? Còn chần chờ do dự vậy là đâu có tin. Mà chưa tin là tất nhiên là có bao giờ mình tin vợ mình đâu. Nếu như tôi thách đố với Bùi huynh thì làm sao để phân biệt được thắng bại? Tôi sẽ đưa cho mình chứng cớ là vợ của anh gian díu với tôi. Và lúc đó ông phải đưa cho tôi 30 nén vàng. Ngược lại, nếu như mà Bùi Khanh này làm không được thì Bùi Khanh này sẽ đưa lại cho huynh 30 nén vàng luôn. Huynh ơi, nhìn cái kiểu của huynh đó là biết chắc chắn một điều, huynh sợ đúng không? Huynh còn không tin vợ huynh nữa mà. Được, tôi sẽ thách đấu với ông anh bắt cá 50 nén vàng. Quân tử nhất ngôn, chủ quán lấy hai tờ giấy ra. Dạ thưa bà. Dạ thưa bà. Dạ con bán giải hội Bùi. Dạ xin muốn vào gặp bà. Chú đã nói với ông ấy tôi không mua giải đâu. Dạ người buôn giải nói là giải con họ Phạm nhà mình mua và nhờ mang đến ạ. Vậy chú ra mời ông ấy vào đây đi. Dạ. Thưa ông, chẳng hay là ông từ đâu đến? Nghe gia dân nói là chồng tôi có tin về phải không? Tôi là Bùi Khanh, nhà buôn giải ở tỉnh Gia. Mấy hôm trước gặp ông Phạm trên đường đi phương Bắc buôn hàng. Ông Phạm cũng biết tôi là sẽ đến cái vùng này, cho nên ông có mua mấy sắp giải, rồi tiện thể bảo tôi ghé để đưa cho bà. Ông nhà tôi chừng non một tháng là về, sao ông ấy lại phải nhọc công ông chi vậy? Tôi nghe nói ông Phạm chuyến này đi hàng cũng phải mất là ít nhất 3-4 tháng mới về. Mà bà đừng có băn khoăn làm gì, tôi cũng phải giao một số gấm dốc lụa là cho các quý bà ở gần đây. Ông đợi tôi một chút, tôi lấy nước mời ông. Có được người vợ sắc nước hương trời như vậy mà lại còn ráng đèo bồng mấy cô ca nhi, thiệt là đáng tiếc. Giải của bà đây, bà cứ xem cho kỹ. Mà cũng tiếc thiệt, ông Phạm là người giàu có nhưng lại mua cho vợ mình toàn là những loại giải thô, thì làm sao mà có thể xứng đáng được cái nét nghiêng nước nghiêng thành của bà. Thưa ông, chồng tôi đi buôn cực nhọc, ông ấy còn lo cho tôi là quý lắm rồi. Giả lại tôi cũng quen giản dị, không có cần gấm dốc lụa là đâu. Đành là vậy, nhưng thiếu đi gấm dốc lụa là thì người phụ nữ sẽ đánh mất đi vẻ quyền quý và cao sang. À, tôi thì còn mấy khúc giải quý ở trong tay nãy nè, bà cứ xem đi, nếu như mà ưng ý á thì tôi để giá rẻ cho. Bà xem đi.
ơi, mua cho Ca Nhi á thì mua toàn loại đắt tiền, còn mua cho vợ thì toàn là loại rẻ. Ông Phạm sang nhà mình thiệt là... Ông nói ông Phạm nhà tôi việc gì? À, tôi đâu có nói gì đâu. Thực ra đây là chuyện đàn ông mà. Thì ông Phạm nhà có mua một số gấm dốc lụa là loại thượng hạng cho những cái cô trên tỉnh gia. À, thôi tôi không có nói gì hết nha. Cái miệng tôi nói sai quá. Thôi bà đừng có bận tâm nghe. Bà cứ chọn tùy thích. Bà thích mảnh nào á thì tôi tặng cho bà mảnh đó. Còn nếu như bà thích hết mọi thứ thì tôi cũng sẽ tặng tất cả cho bà. Phạm Sang phản bội vợ theo Ca Nhi. Ngọc Trâm đừng buồn. Bùi Khanh này sẽ lo cho nàng. Xin ông chủ dọn tất cả gấm dốc lụa là này về cho. Tôi là gái là có chồng, mong anh giữ gìn ý tứ. Gia nhân đâu? Tiễn khách. Cái con đàn bà cứng đầu cứng cổ này suốt ngày nó cứ ru ru ở trong nhà. Coi bộ mình dùng lụa là gấm dốc, lời nói ngon ngọt dụ dỗ là không được rồi. Phải mau chóng tìm cách khác thôi. Nếu không thì mình sẽ thua trắng 50 nén vàng thì sao? Có người nói với em á, xong việc mình sẽ ở lại tỉnh gia một thời gian. Xong việc thì về, chứ lại tỉnh gia làm cái gì? Ủa, ai nói với mình là 3 tháng tôi mới về? Chào Phạm gia. Chào Bùi đại gia. Bữa nay rảnh rỗi ngồi uống trà ta. Ông đến đây để chung thua cuộc 50 nén vàng đúng không? Cá thì cá như vậy thôi, chứ chỉ cần ông chung 20 nén vàng cũng là quân tử rồi. Đã chấp nhận thách đố, người nào thua thì phải chung đủ. Đó mới là danh dự của người quân tử. Đâu, bản giao ước đâu? Lấy ra đây. Được. Đây. Rồi, bản giao ước nằm đây. Vậy làm phiền ông Phạm mời bà nhà ra để mình biết ai là người thắng và người thua. Mình ơi. Chào bà Ngọc Trâm. Bà còn nhớ tôi không? Ông là nhà buôn giải Bùi Khanh ở tỉnh gia. Vậy thì bây giờ ông Sang á phải chung tôi 50 nén vàng, vì ông là người thua cuộc. Ông có chứng cứ gì mà nói rằng tôi thua cuộc? Ông nghe cho rõ nè. Dưới rốn của Ngọc Trâm hai ngón tay có một nút ruồi màu đỏ bằng đầu đũa. Đồ đàn bà tắc nết. Chồng đi chưa đầy một tháng mà lan trải với người đàn ông khác. Đi ra khỏi nhà tao ngay lập tức. Mình à, em không có làm cái gì hết. Em không có lan trải với ai hết. Tại sao mình lại gán cho em cái tội tài đình như vậy hả? Em đi. Mình ơi, cô câm miệng lại. Cô không ăn nằm với nó mà nó biết dưới rốn cô có nút đuôi son hả? Đi.
Quen biết với loại đàn bà lăng loạn dâm đảng, chồng vừa bước ra khỏi nhà lại đi lan chạ với người đàn ông khác. Lúc mà ông Sang cưới nó về á, con gái trong làng mình á, ai cũng ước mơ được như nó hết trơn. Ông Sang ha, ông vừa đẹp trai hiền hậu, biết làm ăn nữa. Không hiểu sao lấy nó thiệt tội nghiệp. Mà nghe nói ông lấy nó về á, ông cưng nó như trứng mỏng gì đó. Rồi hai vợ chồng có nhau đứa con trai hiền lành, ứng tú hết sức gì đó. Ồ vậy hả? Ừ. Chồng con như vậy mà không biết còn đòi hỏi gì nữa. Ông Sang á, ông đuổi nó ra khỏi nhà là may cho nó lắm rồi đó bà. Gặp người đàn ông khác ha, người ta đánh cho thân tàn ma dại, lết xác về còn không nổi á, nói gì đi lang thang trên đường trên xóm này cho nó dơ làng dơ xóm mình. Đúng rồi. Coi mua bánh tét coi. Bán cho con một cái bánh tét đi. Không có bán. Cái này có người mua rồi, không có bán đâu. Hửi hơi tơ lụa no rồi, ăn bánh tét làm gì? Cái thứ đàn bà chắc nết, sao không chết phức cho nó rồi đi? Sống chi cho nó chặt đất vậy? Hay là mình chết cho rồi, sống nhục nhã quá, đi đâu cũng bị mọi người khinh rẻ, sỉ nhổ như thế này thì làm sao mà sống được đây? Bây giờ lấy quần áo làm dây treo cổ là hết mọi chuyện. Cháu Ngọc Trâm phải không? Không thưa cô, cháu không nhận ra bác, nhưng mà bác mới vừa nhìn cháu là bác nhận nha ra ngay. Dạo đó đó, con Thủy nó đẻ non, nếu mà không có cháu giúp đỡ, chu cấp về tiền bạc thì chắc giờ hai mẹ con nó mồ đã xanh cỏ rồi đó. Dạ, hai mẹ con của Thủy có khỏe không bác? Thằng nhỏ nó mập cùi cùi hà. Vợ chồng con Thủy á, làm ăn cũng đủ sống. Dạ. Ngồi xuống đây, bà nói cái này cho nghe. Cả làng, cả huyện ai cũng chê trách, chửi bới con đủ điều hết. Nhưng bác không có tin, vì bác nghĩ người như con thì không thể một ngày một bữa mà thay lòng đổi dạ như vậy được. Con chỉ muốn quy sinh chết đi cho rồi. Con bị hàm oan mà không có cách nào giải được. Bậy nè, con mà chết rồi thì ai giải oan cho con đây? Không giải quan được á thì cái nỗi nhục này đâu phải chỉ là chuyện của riêng con. Rồi sau này con của con lớn lên, nó sẽ tủi thân về chuyện của mẹ nó. Thôi bây giờ về nhà bà ở đi con, rồi từ từ mình tính tiếp ha. Cây ngay thì không có sợ chết đứng. Dạ. Á, cuộn giấy gì rớt vậy con? Dạ, đây là cục giấy hách đố An Nghiệp, đã hại gia đình con tan nát. Thôi bây giờ cất đi con, cẩn thận đó, để không thôi nó rớt nữa đó. Đi con. Bẩm quan, có việc gì? Dạ, có một người đàn bà túm áo một người đàn ông dẫn vào huyện đường, xin được gặp đại quan. Người có biết lý do vì sao đòi gặp ta không? Bà ấy nói ông kia quỵt nợ 20 nén vàng, còn thấy ông ta láo liền định bỏ chạy nên giữ ông lại thưa quan. Cho vào. Dạ.
đầu đuôi như thế nào, thuật lại cho ta nghe. Bẩm đại quan, người đàn ông này đã mượn con 20 nén vàng và định giật nợ. Con gặp hắn ngay trước cửa huyện đường nên lôi hắn vào đây cho quan xét xử. Bẩm đại quan, cái con mụ đàn bà này nè, nó đang vu oan cho con. Con chưa hề quen biết bà ta, chứ đừng nói đến cái chuyện con mượn vàng. Nhà con giàu nhất cái vùng này, nghĩ làm sao mà con lại mượn bà ta 20 nén vàng cho được. Ngươi tên gì? Dạ, con là Bùi Khanh. Ngươi tên gì? Lặp lại cho tôi nghe coi. Dạ, con là Bùi Khanh, ông chủ tiệm tơ lụa lớn nhất cái vùng này. À, chỉ ra là tên Bùi Khanh đây. Thằng này là thằng Sở Khanh mà đã bao lần dân chúng thưa kiện về việc nó dụ dỗ đàn bà con gái, nhưng không thể gọi nó lên công đường hỏi tội nó được, bởi vì thiếu chứng cứ. Nay bị đàn bà lôi cổ vô đây thì đúng là tới số rồi đó. Nếu như mà quan không có tin á thì cứ hỏi bà lớn nhà. Bà lớn với tiểu thư á là khách hàng thường xuyên lui tới mua tơ lụa của con. Ngươi nói làm sao? Vợ và con của ta thường hay đến nhà của nhà ngươi à? Dạ, rất nhiều lần. Thôi được rồi, chuyện đó ta sẽ xét sau. Bây giờ ta xử việc này trước. Ngươi và người đàn bà này quen biết như thế nào? Bẩm quan lớn, con nói một lần nữa nha, con thề là con không có quen biết cái mụ này. Bà kia, Bùi Khanh nói là không quen biết với bà, sao dám vu oan cho người ta là mượn nợ của bà? Thưa đại quan, con bị vu oan, kính xin đại quan xem tờ giấy này. Ngươi một mực nói là không quen biết người đàn bà rồi phải không? Vậy thì tại sao ngươi dám lớn tiếng cho là đã ăn nằm với người ta? Đây là Ngọc Trâm, vợ của Phạm Sang, ngươi không nhận ra sao? Dạ, không, có biết cái vụ cái nốt ruồi son. Nhà ngươi thật là to gan, dám ăn nói hai lời trước quan của triều đình à? Dạ, bẩm quan. Chuyện gì? Có một người đàn ông và một người đàn bà muốn vào đây xin gặp quan. Ta đang xử kiện, chờ nó đi. Đó là chồng con và bà Mũi Xuyến. Con bị tên Bùi Khanh này vu oan nên bị chồng đuổi ra khỏi nhà mấy tháng nay. Con suy nghĩ mãi mới hiểu được nguyên nhân vì sao con bị vu oan, nên con mới đi tìm Bùi Khanh. Khi thấy hắn thường đi ngang cửa huyện đường, con nhờ người về gọi chồng con và tìm cách kéo bà Mũi Xuyến tới đây. Con nhờ đại quan xử oan cho con. Kéo bà Mũi Xuyến đến đây để dễ oan cho nhà ngươi à? Như vậy là sao? Bẩm đại quan, nốt ruồi son dưới rốn con mới lộ ra khi con mới 16 tuổi, chắc chắn chỉ có chồng con và bà Mũi Xuyến biết thôi. Do vậy con nghĩ là bà Mũi Xuyến có liên quan tới vụ này. À, thì ra là như vậy, rất là hữu lý. Lính, cho họ vào. Dạ. Mũi Xuyến. Dạ. Chuyện như thế nào? Dạ, bẩm quan, con không có cốt ý hại gia can của Phạm Sang, cũng tại cái ông Bùi Khanh này nè. Mời Bùi đại gia dùng thêm chén trà nữa. Chuyện là như vậy, bọn đàn ông chúng tôi có thách đố với nhau, nhìn tướng, đón mục ruồi và đón vết bớt của những người phụ nữ. Mà từ hồi đó đến giờ á, các cô nào á mà tôi nhắm á, tôi đoán đều được hết. Chỉ có mỗi Ngọc Trâm, tôi nhìn bà ta từ dáng dấp đến mọi thứ không thể nào tôi đoán được. Thiệt là khó cho tôi quá. Tôi làm bà mụ đã hơn 10 năm rồi, tôi đỡ đẻ không biết bao nhiêu là người. Với các sản phụ á, tôi quan sát rất là kỹ, tại vì những dấu vết ngoài da của họ có thể giúp tôi biết là họ sanh khó hay là sanh dễ. Bà Ngọc Trâm, vợ của Phạm Sang, có một đặc điểm hiếm có người nào có được, nhưng đó
là việc riêng tư của bà ấy. Tôi không có quyền nói với bất cứ người nào. Vậy với hai nén vàng này, tôi biết được điều bí mật chăng? Bốn nén vàng này, tôi có thể biết được bí mật của thiên hạ. Nhưng mà ông phải hứa với tôi là ông không được lấy cái chuyện này ra để làm việc bậy bạ mà ảnh hưởng tới danh dự của bà Ngọc Trâm. Nè, tôi hứa với bà, bằng danh dự của một nhà buôn giải này. Dưới rúng của bà Ngọc Trâm, cách khoảng 2 lóng ngón tay, có một nốt ruồi son to bằng cái đầu đũa. Bùi Khanh, những lời bà ta nói có đúng như vậy hay không? Hả? Người không nói được phải không? Vì là đúng rồi chứ gì? Phạm Sang, nhà ngươi có một người vợ rất là đức hạnh, chị em không biết trân trọng, lại đem ra làm trò thách đố hơn thua. Đáng lẽ ta bỏ tù nhà ngươi đó, nhưng xét thấy vợ ngươi vừa được giải oan, ta cho vợ chồng nhà ngươi đoàn tù, chỉ phạt 20 roi để nhà ngươi nhớ đời. Dạ, con biết tội, con đội ơn đại quan. Bùi Xuyên. Dạ. Xưa nay nhà ngươi làm nghề ở đẻ, nhưng ngươi là hám vàng, hại gia can của người khác, tội ngươi đáng lý ra phải phạt tù. Nhưng xét nhà ngươi đã có công giúp đỡ cho nhiều phụ nữ ở trong huyện, được mẹ tròn con vuông, nay ta thu hồi 4 nén vàng, sung vào công quỹ, chỉ phạt nhà ngươi 10 rồi về tội hám lợi hại người. Dạ, con biết tội con đội ơn đại quan. Bùi Khanh, nhà ngươi có 3 tội. 1, ngươi phạm tội thách đố thua mà lại gian lận, ngươi phải trả cho Phạm Sang 50 nén vàng và chung 50 nén vàng khác cho Phạm Sang. 2, là nhà ngươi phạm tội dùng mưu ma trước quỷ để bôi nhọ danh dự của Ngọc Trâm. Ở đời, danh dự của người là lớn hơn cả. Ta tịch biên tài sản của nhà ngươi để đền bù danh dự cho Ngọc Trâm. 3, ngươi là một tên sở khanh, xâm hại rất nhiều đời con gái và phá hoại rất nhiều gia đình. Lính cho người xâm vào trán của hắn 2 chữ sở khanh, để hắn đi đến đâu mọi người biết bản chất của hắn mà xa lánh. À, không, đại quan, đại quan, con bẩm đại quan, ngăn lại đại quan. Đại quan ơi, đại quan làm gì nào? Đừng có xâm lên trán con đại quan, đừng có xâm lên trán tôi quan ơi. Tôi lại quan, ngăn lại quan, quan ơi. Phu nhân, phu nhân, con trai của ta sao lại khôi ngô tuấn tú như vậy? Phu nhân, nàng có mệt lắm không? Thiếp đã quên hết mệt nhọc khi nhìn thấy Hoàng Nam. Ủa, Hoàng Huynh, sao dưới tay của cháu có 3 nốt ruồi son vậy? Đâu? Đúng rồi, phu nhân, con của chúng ta có 3 nốt ruồi son ở dưới tay. Có 3 nốt ruồi son. Không sao chứ? Theo như nô tỳ biết á, người có 3 nốt ruồi son như vậy là quý tướng. Xin nương nương cứ yên tâm. Chúc mừng nhất hoàng tử và công nương đã có Hoàng Nam. Thái sư, ông cũng sớm có mặt để chúc mừng ta sao? Tin tốt lành đã lan truyền khắp hoàng thành, thần làm sao dám chậm trễ được. Thái giám. Dạ. Mau báo cho hoàng thượng biết là ngài đã có Hoàng Thái Tôn. Thần tuân lệnh, hoàng thượng chắc sẽ vui mừng lắm đây. Thái sư là một bậc công thần, cho nên ta mong ông
hãy tiếp tục cánh giác triều chính, cùng Tân Dương xây dựng Sơn Hà xã tắc. Hạ thần xin tuân chỉ. Hai hoàng tử của ta, người nào cũng xứng đáng kế vị, nhưng ngôi báo thì chỉ có một. Thái sư, hãy y theo di chiếu của ta mà thi hành. Xin hoàng thượng yên tâm, hạ thần sẽ nhất nhất làm theo di chiếu của hoàng thượng. Phụ hoàng, đất nước không thể một ngày không có vua. Thưa lệnh của tiên đế, ngay sau khi ngài băng hà, ta phải lập tức công bố di chiếu để có người kế vị. Đây là bức di chiếu có ngọc ấn của tiên đế, tất cả hãy nhìn cho rõ. Không biết là hoàng thượng sẽ truyền ngôi lại cho ai nữa. Đúng rồi, không biết ai đây ta, thì một trong hai hoàng tử thôi. Sau khi cân nhắc xem xét mọi lẽ, tiên đế đã quyết định nhường lại ngôi. Dạ bẩm hoàng tử. Có chuyện gì? Người hãy mang nương nương và hoàng tôn trốn ra khỏi cung đi. Tại sao tôi phải làm vậy? Thần được mật báo thái sư đang nắm trong tay bằng chứng nói là ngài tạo phản, thưa hoàng tử. Ta không làm, ta không sợ. Ta sẽ đi gặp hoàng thượng để nói rõ về chuyện này. Nhưng hoàng thượng còn nhỏ, rất khó hiểu chuyện. Với lại quyền hành đang nằm trong tay của thái sư, hắn đang toàn quyền thao túng mọi chuyện. Vậy nếu ta đi thì khác nào chấp nhận mình là đại nghịch bất đạo hay sao? Nhưng nếu như hoàng tử ở lại thì sẽ lọt vào bẫy của thái sư. Với một người âm mưu xảo quyệt như thái sư, chắc chắn ngài sẽ không thoát tội. Lúc đó sẽ không còn cơ hội cứu Dương Triều nữa. Xin hãy nghe thần một lần này, vì Dương Triều, vì nương nương, vì hoàng tôn, xin ngài hãy mau rời khỏi hoàng cung. Xin ngài. Nhất hoàng tử, xin ngài hãy mau rời khỏi hoàng cung. Chúng ta phải bỏ trốn thật sao? Tại sao chàng không cầu xin hoàng thượng che chở cho mình? Chàng cũng là hoàng huynh của người mà. Ta e rằng hoàng thượng không còn quyền hành gì đâu. Ngài còn quá nhỏ tuổi và đang chịu sự điều hành của thái sư. Ta phải tự bảo vệ mình trước khi gặp được ngài. Đi lên. Nương nương, xin người hãy cho nô tỳ đi theo để chăm sóc người. Chúng ta đi thôi. Dạ. Sẽ ở lại ứng phó và đợi khỏi đây xong. Dạ, em sẽ không đi nếu không có chàng. Nàng phải sống, nàng phải giữ mạng sống của mình và bảo vệ con của chúng ta nữa. Mau đi đi. Nàng hãy đi đi, ta sẽ tìm gặp nàng sau. Không, em không đi đâu. Thì lên. Dạ. Đừng đi đi. Dạ, mình đi thôi nương nương. Nhanh lên. Đúng đâu, bắt giữ hoàng tử cho ta. Dạ. Người muốn kháng cự hay sao? Giết kháng cho ta. Giơ tay lại. Hoàng thượng. Hoàng huynh,
Tại sao lại như vậy? Hoàng thượng, xin ngài đừng quá bi lụy. Ngài hãy suy xét cho kỹ. Ngài không thấy đúng như lời thần đã tấu hay sao? Cuối cùng thì kẻ phản bội này cũng tự rơi mặt nạ. Hắn biết mình đã bại lộ âm mưu tạo phản nên muốn bỏ trốn. Ngươi tính đào tẩu đúng không? Ngươi đừng vu khống ta. Ta không bao giờ làm chuyện đại nghịch bất đạo đó. Để rồi xem. Cấp báo. Khải bẩm hoàng thượng và thái sư, thần đã tìm được thứ này trong phòng của nhất hoàng tử. Đó là thứ gì? Ta chưa hề nhìn thấy. Hoàng thượng. Quý táo. Ta không phải là hạng mãi quốc cầu dinh. Hoàng thượng, ta xin người đừng nghe lời tên cổ quan này mà làm lung lạc mình. Hắn sẽ hại chết hoàng thượng đó. Quân. Dạ. Thước kiếm hắn cho ta. Tuân lệnh. Mãi quốc cầu dinh, soán ngôi đoạt vị, phải xử trả. Quân, sao quân lại cấu kết với giặc phản bội đất nước? Hoàng thượng, xin người đừng nghe lời sàm tấu bậy bạ của hắn. Hoàng thượng, tan chính rành rành, ngài đừng nghe lời dối trá của hắn nữa, mà hãy ra quyết định sáng suốt. Hoàng thượng, xin ngài hãy nghĩ đến tình cốt nhục. Thái sư, ta. Hoàng thượng, phép nước phải nghiêm, không thể tha thứ. Không tha thứ được hả? Đúng vậy. Hoàng thượng anh minh, nếu như hoàng thượng không mạnh tay xử rốt ráo chuyện này để đồn đãi ra ngoài thì còn gì là uy nghiêm của hoàng tộc nữa. Hoàng thượng, hoàng thượng, hắn không hại ngài được lần này thì sẽ có lần khác. Ông hoàng thượng hãy chứng tỏ uy nghiêm của mình đi. Hoàng thượng, ta không biết gì hết. Thái sư là quyền nhiếp chính, tùy ông định đạt. Tuân lĩnh hoàng thượng. Hoàng thượng, hoàng thượng. Nếu người giết ta thì làm sao người trả lời được trước mặt báo quan nhân nhỏ cho hoàng thượng đi? Ta sẽ bẩm báo với hoàng thượng và báo với báo quan nhân nhỏ trong triều đình rằng ngươi đã bất tuân thượng lệnh, chống cự và đã có ý đồ bỏ trốn nên đã bị quân lính giết chết tại chỗ. Người hãy ra lệnh cho Thi Lâm bằng mọi giá phải truy sát cho được mẹ con nương nương. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, rõ chưa? Dạ, đúng lệnh. Đi đi, theo ta. Dạ. Cuối cùng ngươi cũng chết dưới tay ta. Nương nương, nương nương có sao không? Nương nương, ta mệt quá, ta không đi nổi nữa rồi. Không được đâu, ta đành chịu thôi. Không được, nương nương phải cố lên. Đi với em. Xin tướng quân hãy tha mạng cho nương nương. Nếu cần xin hãy lấy mạng của Thị Lan. Không được. Xin tướng quân. Thái sư đã ra lệnh bằng mọi giá phải truy sát giết chết nương nương. Không. Xin nương nương thứ lỗi. Kẻ hèn bất muốn cứu người, nhưng ngặt gì
Thể lực của thái sư quá mạnh, tại mắt của hắn có mặt ở khắp nơi, nên kẻ hiện không còn cách nào khác. Đánh nhau! Đánh nhau đang thiệt! Dạ! Vậy thì tôi muốn hãy cho nô tỳ được thay thế mạng của nương nương. Nương nương, nương nương hãy chạy đi nương nương. Không được, thái sư đã ra lệnh, sống phải thay ngực, chết phải thay xác. Cho dù người có chạy tận chân trời góc biển, thái sư cũng sẽ tìm ra được. Người không chạy thoát đâu. Nếu vậy thì người hãy giết ta, rồi mang xác của ta về để cho ta chết với phu quân trọn tình trọn nghĩa. Không được đâu nương nương ơi, không được. Thái sư, ngươi đã làm xong việc ta giao chưa? Thưa, đã hoàn thành. Tại sao gương mặt lại biến dạng như thế này? Bẩm thái sư, lúc hạ thần đuổi tới nơi thì nương nương đã không chịu phục phục. Người đã ôm Hoàng Tôn nhảy xuống vực. Lúc hạ thần xuống tới nơi thì xác của nương nương đã như vậy rồi. Còn đứa trẻ thì sao? Lúc hạ thần xuống tới nơi chỉ thấy xác của nương nương. Có lẽ thú rừng đã mang xác Hoàng Tôn đi rồi. Được rồi, ta sẽ bóng chuyện này với hoàng thượng sau. Người lui ra. Dạ, thần cáo luôn. Hoàng thượng lại gặp ác mộng nữa sao? Có cần thần gọi ngự y không? Ác mộng à? Phải, chỉ là ác mộng thôi. Ngươi lui đi. Dạ hoàng thượng.
Dạ bẩm hoàng thượng, có phải là người cảm thấy trong người không được khỏe, có cần thần gọi ngự y không ạ? Ta chỉ mất cũ thôi. Cho phép nô tài mạo phạm, mấy đêm liền hoàng thượng đều gặp ác mộng, điều này không thể xem thường được. Vậy ta phải làm sao để không gặp ác mộng chứ? Dạ, xin phép cho nô tài hiến kế cho hoàng thượng. Nghiệp chướng quá nặng, không thể nào thay đổi được. Pháp sư nói rõ hơn, đã trầm bị gì, nghiệp chướng từ đâu? Thần không dám phạm thượng, thật khủng khiếp. Pháp sư cứ nói. Hoàng thượng đã cho phép, ngươi biết cái gì thì cứ nói. Dạ muốn tâu hoàng thượng. Vừa rồi hạ thần đánh đồng thiếp để đi xuống thần âm ti để tìm hiểu tại vì sao các âm hồn cứ theo quấy phá hoàng thượng, thì hạ thần đã phát hiện ra một sự thật khủng khiếp. Sự thật à? Sự thật nào? Muôn tâu hoàng thượng, những vong hồn đó do bị chết quan mang thâm thù với hoàng thượng nên không thể nào siêu thoát được. Họ vừa không ngừng quấy phá, vừa đệ đơn lên Diêm Vương đòi lại công bằng với tội danh giết người, đồng huyết thống và sát hại đàn bà con trẻ. Tội cái mày hắn đi chết. Dạ muôn tâu. Dạ xin hoàng thượng anh minh, nếu hạ thật tham sống sợ chết thì đã nói khác đi rồi. Dạ xin hoàng thượng hãy khoan hồng, xin hãy để cho pháp sư nói hết. Dạ muôn tâu hoàng thượng, dạ đây là một đại pháp sư tài giỏi trên núi cao. Dời được ông ta rời thảo am xuống đây không phải là chuyện dễ. Dạ xin hoàng thượng hãy lắng nghe thật kỹ. Rồi hãy quyết định. Nói tiếp đi. Dạ muôn tâu hoàng thượng, tất cả mọi người từ vua chúa cho đến thứ dân khi mãn phần đều chịu sự phán xét của phán quan dưới âm ti. Xin hoàng thượng tha tội. Với tội danh mà các quan hồn đã đầu cáo thì hoàng thượng phải bị đày xuống cửa địa ngục thứ năm, kiếp kiếp đời đời bị tra tấn, không thể nào siêu thoát được. Lùi. Dạ tạ ơn hoàng thượng. Dạ thần cũng xin phép cáo lui. Dạ hạ thần cũng xin phép cáo lui. Dạ hạ thần cáo lui. Dạ bẩm thái sư, không đêm nào là hoàng thượng không gặp ác mộng, thần trí đã hỗn loạn lắm rồi. Tốt lắm. Nhớ cho hắn ta uống thuốc đều đặn nghe chưa? Dạ. Để rồi không sớm thì muộn hắn cũng sẽ sống dở chết dở. Sau khi đại sự được thành công, xin hai vị đừng quên công của tiểu nhân đây. Chỉ cần hoàng thượng ban cái lệnh tuyển sứ giả quan đường đó ra thì lập tức thiên hạ sẽ đại loạn, lòng dân quán thán, nghi ngờ thần trí của hoàng thượng ngay. Nè pháp sư, ông có vẻ biết hơi nhiều rồi đó, cẩn thận kẻo mất đầu. Dạ thưa đại nhân, đúng là diệu kế bất kiên tự nhiên thành. Rồi đây nhà Trần sẽ diệt vong, còn ai xứng đáng với ngôi báo hơn thái sư đây? Nè, ngươi đã nhận thưởng hậu hĩnh rồi đúng không? Dạ. Vậy thì hãy đi cho thật xa, nghe chưa? Dạ, đa tạ hai vị đã chiếu cố, xin cáo từ.
Dạ thưa Thái Sư, nay mai đây ngài sẽ là thiên tử của trăm họ. Tên kia, mau đi theo chúng ta, đi theo chúng ta để nhận lấy hình phạt. Không, không phải là chúng ta, cho ta đi mà. Hãy đi theo ta để nhận lấy hình phạt. Ta không có tội, đi theo chúng ta đi mà. Đi mau, chúng ta đi mà. Hay là quan hắn vô giặc dầu, tha chúng ta đi. Đi, đừng quên ta vô giặc dầu. Đi mau, đi qua, đi, đi qua. Hãy tha chúng ta đi. Một, cho hắn đem đủ các cực hình về tội giết anh ruột, thảm sát chị dâu, giết cả cháu ruột. Hãy vô tội mà, hãy vô tội mà. Nhìn lên, tha chúng ta đi, tha chúng ta đi. Đi, 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 tha chúng ta đi. Đi qua, tha chúng ta đi. Đi, đi, tha vô tội mà. Tha vô tội đi, tha vô tội mà. Hoàng thượng có sao không hoàng thượng? Dạ muôn tâu bệ hạ, dạ đó là cách hay nhất. Dạ xin bệ hạ hãy mau chuẩn y để còn an tâm mà trị vì thiên hạ nữa. Có thật vậy à? Dạ. Ta phải làm như vậy thật sao? À dạ, dạ sự việc nó rành rành như vậy, chẳng lẽ ngài còn nghi ngại điều chi à? Hay là bệ hạ đã đủ bản lĩnh để có thể đối mặt với lại Phan Quang? Không không, trẫm sợ lắm. Đêm nào các quan hồn quỷ sứ cũng về lôi trẫm mà đi. Ôi trời, nếu vậy thì còn chần chừ gì nữa à? Dạ thần đã thảo sẵn cáo thị rồi. Dạ xin bệ hạ hãy mau mau ân chỉ để ngay ngày mai rồi còn kịp sai quân lính loan truyền ra khắp toàn dân à. Nhưng mà nếu như vậy thì dân chúng sẽ nghĩ gì về ta? Đường đường là thiên tử của một nước mà lại đi chỉ thị một việc quan đường như vậy à? Đây là một sứ mạng cao cả, tất cả là vì sinh mạng của thiên tử. Triều đình cần tuyển sứ giả để đi xuống địa ngục thì có gì là sai đâu à. Toàn dân hãy nghe đây, hoàng thượng đang lâm bệnh nặng, nay triều đình ban lệnh tuyển một sứ giả đạo cao đức trọng để xuống âm phủ thay mặt hoàng thượng tường thuyết một vấn đề quan trọng với Phan Quang. Trời đất ơi, chuyện này thiệt là vô tiền khoáng hậu à. Làm gì có người sống đi xuống địa ngục rồi trở lên được. Trời ơi, tuyển sứ giả như vậy khác nào kêu mình vô chỗ chết. Ai thi hành được sứ mệnh cao cả này sẽ được triều đình trọng thưởng, sống sung sướng cả đời. Ai có tài thật sự thì ra thi thố. Đơn giản chỉ là đi xuống địa ngục thôi, khó khăn gì đâu, để ta ứng thí cho. Ngươi có làm được không mà lớn tiếng? Việc này ở đây chỉ có ta mới làm được thôi, chỉ có như vậy thôi mà làm ầm ĩ cả lên. Để ta về thưa với sư phụ chuyện này, hỏi ý kiến của sư phụ coi sao. Ngươi là tân môn Tử Hy? Dạ. Pháp sư từ phía Tây về? Dạ. Công lực của ngươi tới đâu?
Dạ, tôi chính là Pháp Sư Trân Truyền của Phái Tân Môn. Lừng danh, tôi có thể đi mây về gió, gặp tất cả mọi người trong cõi ta bà. Tốt lắm, vậy là nhiệm vụ này giao cho ngươi không quá khả năng rồi. Dạ, nhưng tôi phải làm gì khi xuống tới âm ty? Dễ lắm, ngươi hãy tìm gặp phán quan, hỏi cho ra ai là người giữ sổ sinh tử có tên đương kim hoàng thượng. Sau đó tìm cách thay đổi hoặc bỏ trang ghi chép đó, vậy là xong. Dạ, việc này thật ra thì rất khó, đâu phải dễ thuyết phục được phán quan. Bởi vậy mới cần sứ giả như ngươi. Nè, bao nhiêu phí tốn không thành vấn đề. Cả giang sơn này là của hoàng thượng, muốn gì là có đó, hiểu không? Dạ, được rồi, tôi sẽ hỏi rõ, coi họ có trao đổi gì, rồi tôi về sẽ bẩm báo lại. Được, vậy ngươi hãy mau bắt đầu đi. Dạ. Dạ, tôi mới xuống tới địa phủ mới lên mà. Dạ. Sao? Ngươi nói là ngươi vừa xuống địa phủ à? Vậy thì ai? Đầu cáo hoàng thượng. Nói mau! Ai đầu cáo ta? Nhà vua thì có oán thù với ai ngoài quân giặc ngoài biển ải? Hay là các quan hồn lang thang chết đối ngoài đường? Hay là... Ai? Ai đầu cáo hoàng thượng nói mau? Dạ, đó là một viên tướng. Dạ, hắn ta bại trận, cho nên quan hồn về, dạ, muốn báo lại với hoàng thượng. Nội lao! Hoàng thượng có bao giờ đã trận đánh giặc đâu mà có kẻ thù là tướng trẻ chứ? Hả? Dạ. Hả? Mày đâu? Mang ra ngoài chém! Dạ. Dạ, hoàng thượng. Dạ, xin tha mạng. Xin tha mạng. Dạ, thưa hoàng thượng. Dạ. Người đâu? Cho truyền pháp sư khác vào. Thái sư à, thái sư, có được không? Dạ, được, hoàng thượng cứ yên tâm. Mày đâu? Chết! Nè, ông làm được không? Tha mạng cho ta đi bà. Ta có tội gì chứ? Ta là vua một nước, tại sao lại không có quyền sự kẻ phản bội? Tránh ra, đừng lại gần ta. Để thay mặt hoàng thượng thương thuyết với phán quan. Nhưng con nghĩ chuyện này quá phi lý. Làm sao có chuyện xuống địa ngục rồi trở về, có đúng không ân sư? Con còn trẻ, chưa thấu đạt lẽ vi diệu của đất trời, nên nghĩ vậy cũng phải. Nhưng đối với ta mà nói,
Chuyện này không nằm ngoài khả năng. Ân sư, con thật không biết trời cao đất rộng. Ngay cả con cũng có thể làm được, vì đây chính là căn duyên của con. Căn duyên của con? Đúng vậy. Là sao có con hiểu? Phải, ta nuôi con 17 năm nay, đó cũng là căn duyên. Này, đến lúc con phải hiểu rõ thân thế của mình. Chúng ta hãy đến ngôi nhà cạnh bìa rừng, nơi thân mẫu của con đang ở. Ta có đôi điều muốn nói. Dạ, ân sư. Phu nhân, nương nương. Mẹ, ân sư, sao hôm nay ân sư lại đưa Lương Minh về đây? Xin thứ lỗi, vì tôi không biết trước ân sư sẽ đến để tiếp đón cho tử tế. Phu nhân quá khách khí. Ta đường đột đưa Lương Minh về đây gặp phu nhân là có chuyện hệ trọng. Mời ân sư vào trong mà. Ừ. Dạ, mời ân sư. Đã đến lúc câu chuyện 17 năm trước cần phải kể lại tường tận. Ân sư, con không biết là có chuyện gì hệ trọng hơn cái chuyện mà ân sư cứu mang hai mẹ con. Ngày xưa ấy, nếu không có ân sư đây thương tình cứu giúp và chỉ cho nơi trú thân, thì có lẽ hai mẹ con ta đã bỏ xác trong rừng sâu rồi. Tội nghiệp cho cung nữ Thị Lan, vì ta mà phải hy sinh tánh mạng. Còn thì dễ trung thành năm ấy, không biết có thoát được tội hay không. Mẹ, mẹ nói gì mà con không hiểu gì hết. Phu nhân, xin bà hãy thuật lại tường tận cho Lương Minh mọi chuyện. Lương Minh, hai mẹ con ta thọ ơn ân sư, sống nhẫn nhục nơi sơn cùng thủy tận này để chờ ngày con khôn lớn. Bây giờ con đã đủ lớn rồi, con cần phải biết điều này. Con họ Trần chứ không phải họ Lương. Đương kim hoàng thượng là hoàng thúc của con đó. Con là hoàng thái tôn duy nhất của tiên đế. Năm đó hoàng cung có biến cố xảy đến, cha con đã bị sát hại bởi một âm mưu đê hèn. Nương nương, nương nương có sao không nương nương? Ta mệt quá, ta không đi nổi nữa rồi. Không được đâu, ta đành chịu thôi. Không được, nương nương phải cố lên, đi với em. Xin tướng quân hãy tha mạng cho nương nương. Nếu cần xin hãy lấy mạng của Thị Lan. Không được. Xin tướng quân, thái sư đã ra lệnh bằng mọi giá phải truy sát và giết chết nương nương. Không, xin nương nương thứ lỗi. Kẻ hèn rất muốn cứu người, nhưng ngặt gì thế lực của thái sư quá mạnh, tài mắt của hắn có mặt ở khắp nơi, nên kẻ hèn không còn cách nào khác. Đánh nhau, chia nhau ra tiền.
tỳ được thay thế mạng của nương nương. Nương nương, nương nương hãy chạy đi nương nương. Không được, thái sư đã ra lệnh, sống phải thay ngực, chết phải thay xác. Cho dù người có chạy tận chân trời góc biển, thái sư cũng sẽ tìm ra được. Người không chạy thoát đâu. Nếu vậy thì người hãy giết ta rồi bán xác của ta về, để cho ta chết với phu quân trọn tình trọn nghĩa. Không được đâu nương nương ơi, không được. Nương nương hãy nhớ là hoàng tử đã hy sinh tính mạng của mình là để cứu tính mạng của nương nương và bảo vệ hoàng tôn. Bằng mọi giá người phải sống. Nhưng mà nương nương ơi, người hãy chạy đi, không còn kịp nữa rồi. Xin người hãy quán đổi xiêm y với nô tỳ. Không được, ta không thể vì mạng sống của ta mà liên lụy tới quá nhiều người như vậy. Nương nương, nương nương đừng để cái chết của hoàng tử là vô nghĩa. Người hãy mau đi đi. Đi đi. Nương nương, xin nương nương hãy ôm Hà Nhi chạy về ngọn núi phía tây. Nghe đồn ở đó có một hang động của một đạo sĩ nổi tiếng là Từ Tâm Quảng Đại. Nếu may mắn có duyên gặp, biết đâu người ấy sẽ cứu mang mẹ con người. Mong nương nương sớm quay về để có ngày phục hồi ngôi vị. Nương nương hãy đi nhanh đi. Nhanh lên. Không được bỏ sót chỗ nào. Từ người hãy mau đi đi. Nhanh lên nương nương. Người hãy đi đi. Nương nương, xin người hãy bảo trọng. Tướng quân, xin người hãy mang xác tôi về mà giao lại cho thái sư. Kiếm nữa đâu. Nương nương đã nhảy xuống vực và quyên sinh, hãy mau theo ta xuống dưới mang xác nương nương về. Dạ. Đó là sự thật sao? Con phải làm gì để rửa hận cho cha, để đền đáp ơn cứu tử của ân sư đây? 17 năm nay ta cố chôn chặt chuyện này trong lòng, phần vì con còn quá nhỏ, phần vì e ngại nếu tên thái sư kia mà biết mẹ con ta còn sống, hắn sẽ truy sát tận cùng. Nhưng nay ân sư đã khuyên bảo ta hãy nói ra hết, ta quyết định nghe lời ân sư vì ta nghĩ chắc là có cơ duyên đã tới. Hay người có chủ ý tốt lành chăng? Lương Minh đã theo ta tu luyện lâu nay, công lực không phải là thường, đủ để ra đời rồi. Còn sở dĩ ta muốn phu nhân nói ra tất cả sự thật là vì muốn Lương Minh nhận sứ mạng này. Ân sư, còn chuyện làm sứ giả thì sao? Liệu ảnh hưởng tới tính mạng Lương Minh không? Thiên cơ bất khả lậu, con cứ thuận theo lòng mình mà hành xử. Dạ. Ta không nói nhiều, ta tin tưởng con. Ta đã tính toán hết cả rồi. Đây, viên linh đơn này sẽ giúp cho con thiếp đi trong 3 ngày, bằng 3 canh với âm ti.
Còn mọi chuyện sau đó cứ để cho cơ trời định đoạt. Con xin đa tạ ân sư, xin bái biệt ân sư. Con xin bái biệt mẹ. Con lên đường cẩn thận nha. Xin bà cứ an lòng. Ngươi đã hiểu rõ sứ mệnh khi xuống tới âm ti chưa? Dứt khoát bằng mọi giá phải thương thảo với phán quan, thay đổi bản án của hoàng thượng. Dạ. Nói quả tẹt ra là sứ giả có nhiệm vụ hối lộ phán quan đó, hiểu không? Muốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu ngọc ngà châu báu, hoàng thượng cũng không tiếc. Miễn là phải đưa tên của ngài ấy ra khỏi địa ngục, hiểu chưa? Dạ, tự nhiên đã rõ. Thôi, tới giờ tự nhiên phải đi. Xin nói thêm là không ai được đánh thức tôi dậy sau 3 ngày, tự nhiên sẽ hồi sinh. Ta đã mong chờ ngày này biết chừng nào. Tất cả hãy lui ra ngoài, chỉ để là một người canh gác hắn mà thôi. Thế Lâm, ngươi ở lại đây canh giữ hắn cho ta, không cho bất kỳ ai tới quấy rối hắn trong 3 ngày 3 đêm, rõ chưa? Tuân lệnh thái sư. Tên kia, ngươi từ đâu tới đây? Dạ bẩm. Tiểu sinh có việc hệ trọng, cần gặp phán quan. Xin các vị làm ơn cho qua. Ngươi đúng là to gan. Ngươi có biết đây là đâu không? Âm ti là nơi bước xuống tuyệt đối không có đường lên. Ngươi há không biết hay sao? Dạ thưa, tự nhiên biết rõ. Nhưng nếu theo thiện ý, nếu đã có cơ may xuống đây, lại được gặp các vị thương tình, hỏi han trò chuyện, thì tiểu nhân nghĩ ắt là phần số của mình chưa đến hồi tận. Hắn ta có vẻ rất bình tĩnh, chúng ta không hù dọa hắn được đâu. Ngươi bước tới Nguyễn Môn Quan vậy là được rồi, không được bước vào. Ngươi quay về đi. Tôi biết các vị phải chấp pháp, nhưng tôi đã cất công đến tận đây, xin các vị hãy cho tôi gặp phán quan để được hỏi đôi điều. Có chuyện gì phán quan náo loạn Quỷ Môn Quan? Tại sao lại có kẻ phạm trần ở đây? Thưa phán quan, hắn là người trên dương gian, không biết vì sao lại xuống được đây khi chưa tận số. Trước đây thỉnh thoảng cũng có kẻ mon men xuống tìm phán quan để chạy tội cho vua quan gì đó. Thì ra đây là phán quan. Tiểu nhân tên là Trần Minh, mau muội xuống đây, chỉ có một nguyện vọng là xin được gặp ngài. Điều này từ đó đến nay chưa hề có tiền lệ. Sao ta là phán quan lại có thể gặp một người còn sống như ngươi chứ? Tiểu nhân được ân sư là một đạo sĩ chỉ điểm, nhưng cũng chỉ có thể ở đây được 3 canh giờ. Chắc là thời gian cũng sắp hết rồi. Thật kỳ lạ. Được rồi, theo ta. Dạ thưa bệ hạ, mời bệ hạ dùng thuốc. Lại là thuốc an thần đại bổ của thái sư dâng riêng cho ta sao? Dạ, vẫn là thuốc đó.
cứ để đó đi. Xin bệ hạ hãy dùng ngay. Thuốc này mà để nguội sẽ không hiệu nghiệm. Ta biết rồi. À, còn tên tiểu đạo sĩ đó sao rồi? Hắn vẫn còn sống chứ? Dạ, ngày mai mới đúng 3 ngày theo lời hẹn của hắn. Hiện giờ cơ thể của hắn vẫn bình thường. Dạ dạ dạ, xin bệ hạ hãy dùng thuốc. Ta đã nói là để đó đi, lát nữa ta uống. À, dạ. Dạ thưa bệ hạ, nô tài. Lui ra ngoài. Dạ. Có làm đúng như lời ta dặn không? Thái sư yên tâm, mọi chuyện vẫn đúng theo như kế hoạch. Nhưng nhớ theo sát, đừng để người khác tiếp cận. Dạ, ngài cứ yên tâm, tôi vẫn theo sát. Đây. Dạ, đi đi. Tiểu nhân từ bé lớn lên với tên gọi là Lương Minh, cứ đinh ninh là phụ thân của mình, mất là do mình, như lời mẫu thân nói. May mắn tiểu nhân được thọ giáo một đạo sĩ tu luyện lâu năm nên mở mang được trí tuệ. Nay mới biết được rằng phụ thân có thân phận không tầm thường, mà là hoàng huynh của đương kim hoàng thượng. Ngờ đâu người qua đời là do bị sát hại bởi một âm mưu đê hèn 17 năm trước. Nay tiểu nhân xuống đây rất mong được gặp cha một lần, vì phần làm con không báo hiếu được cho cha lúc sanh tiền, thì đây cũng muốn gặp được một lần để khấu đầu lại tạ công ơn sinh thành và giúp cha giải nỗi oan ức năm nào. Vậy mẫu thân của ngươi tên gì? Nhà ngươi có tất cả bao nhiêu huynh muội? Dạ, mẫu thân là Công Nương Khiết Tâm, tiểu nhân là con trai duy nhất. Hai mẹ con thay đổi họ tên, lưu lạc đến tận núi Tây Phổ. Thảo nào 17 năm qua ta cứ tìm mãi tên trong sổ bộ mà không thấy, cũng không nghe một tin tức gì. Con trai của ta đây sao? Con, ta là cha của con đây. Tên tộc của ta là Trần Hoàng, thợ sanh tiền ta là Nhất Hoàng Tử. Cha là Phán Quan. Phán Quan cũng là cha. Sao cha lại có phúc phần này? Cha chết quan bởi tên gian thần. Lẽ ra ta đã sớm được đầu thai, nhưng lúc đó âm ty đang thiếu một Phán Quan.
phải có đủ tài trí xét xử công minh, cho nên ta mới được mời ở lại. Cha Giáng Sống không ở lại dương gian phò vua giúp nước. Thôi thì ở đây gấp chút sức mọn để đem lại công lý cho mọi người. Bẩm thái sư, hắn vẫn còn thở đều. Lạ lắm, lạ lắm. Chuyện gì à? Người thấy sao? Gương mặt của hắn rất là quen thuộc. Ta nhớ hình như là ta gặp ở đâu rồi. Thái sư nói thần mới để ý, đúng là giống một ai đó rất quen, quen lắm. Ba nốt người son. Ủa, Hoàng Huynh. Hả? Sao dưới tay của cháu có ba nốt ruồi son vậy? Đúng rồi, phu nhân, con của chúng ta có ba nốt ruồi son ở dưới tay. Có ba nốt ruồi son. Chuyện thật hư thế nào? Ta phải đích thân tới đó coi sao. Đêm qua, khi ta hất đổ chén thuốc mà thái giám dâng lên hàng ngày, thì ta đã có một giấc ngủ rất êm, rất sâu, không hề mơ mộng gì hết. Đây chính là âm mưu đê hèn của bọn chúng mà. Thưa hoàng thượng, chuyện không những vậy mà còn... Còn chuyện gì nữa? Xin hoàng thượng tha cho tội chết. Thần nghe trong cung đồn đại rằng chỉ vì hoàng thượng lạm dụng thuốc quá độ mà dẫn đến việc không có hoàng nhi. Dừng tay lại. Hoàng thượng. Thái sư. Dạ hoàng thượng. Ngươi đang làm gì vậy? Tại sao ngươi dám giết sứ giả của trẫm? Nhìn cái mạng cổn con của tên đạo sĩ này, mà tên thị vệ này dám hỗn láo với ta. Tại sao hoàng thượng lại nôn nóng trong chuyện này chứ? Quá đáng. Chính ông mới là người trả lời ta về hành động vừa rồi. Dù cứ giết người, ta đã làm ngơ cho ông, để ông lộng hành quá rồi. Hoàng thượng, hoàng thượng đừng quên những gì lão già này đã từng nhắc nhở hoàng thượng. Không có ai trung thành với hoàng thượng bằng ta đâu. Ngươi. Và khẽ bẩm hoàng thượng, tên đạo sĩ này cũng là đồ vô dụng thôi. Nếu như thái sư không xuống tay thì hắn cũng chết chứ không ngồi dậy được đâu. Thưa hoàng thượng, hoàng thượng hãy nhìn xem. Hoàng thượng, tiểu nhân khấu kiến hoàng thượng. Tiểu nhân vừa mới trở về từ âm ti. Nói vậy ngươi đã xuất hồn đi xuống âm ti 3 ngày nay sao? Dạ, quả thật là tiểu nhân đã xuất hồn xuống âm ti và may mắn được diện kiến phán quan. Xin hoàng thượng anh minh, đừng tin những lời tên nhãi nhép này nói. Này tên kia, ngươi không sợ bị rơi đầu hay sao mà khua môi múa mép ở đây? Nếu không gặp được phán quan và nhờ ngài ấy khai sáng, thì làm sao tiểu nhân đây có thể biết được chuyện khuất tất của thái giám và thái sư đây làm? Các vị đã bày trò quỷ thần để lừa gạt mọi người. Tất cả có phải là như vậy không? Câm miệng, dám hỗn láo với ta. Thái sư, có ta ở đây, ngươi còn dám lộng hành à? Ngươi hãy nói tiếp đi, ta muốn nghe. Bổng hoàng thượng, 17 năm qua tiểu nhân lớn lên hồn nhiên như cây cỏ, chuyên chú tu tập, không màng gì đến chuyện thăm cung. May mắn xuống được quỷ môn quan nên mới hiểu rõ được mọi ngọn ngành. Ngày xét xử. Dạ. Không.
Không! 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 Ta không cam tâm! Không! Ngươi đã nói đúng tình cảnh của Trẫm. Thật ra, ngươi là ai? Và ai đã nói cho ngươi biết tất cả những điều này? Bổng hoàng thượng, tiểu nhân đã gặp được phán quan. Đại hạnh, đại hạnh. Phán quan có khép ta tội trạng gì không? Và ta có cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình không? Khai bổng hoàng thượng, xin ngài đừng tự dày vò bản thân mình nữa. Tất cả mọi thứ đều do thái sư gây ra. Còn phán quan chẳng ai xa lạ, chính là nhất hoàng tử Trần Quang. Cái gì? Phán quan là hoàng huynh của ta à? Dạ phải, là hoàng huynh của hoàng thượng. Ngày ấy không hề quán trách em trai của mình, chỉ mong hoàng thượng sáng suốt trừng trị tên cẩu quan. Hoàng thượng anh minh, tiểu đạo sĩ này chính là hoàng tôn của ngài, là con trai duy nhất của nhất hoàng tử. Thần không dám nửa lời gian dối. Năm xưa thần đã không đỡ xuống tay nên đã kêu nương nương bỏ chạy, mai danh ẩn tích và nuôi dạy dương tử. Khi hạ thần vừa gặp lại thì đã nhận ra ngay, nhờ vào dấu tích đặc biệt ba nốt ruồi son trên vành tay trái. Dấu tích đặc biệt ba nốt ruồi son trên vành tay à? Dạ. Phải rồi, ngày xưa tôi có nhìn thấy. Đưa qua đây với cô hoàng tẩu. Cô chỉ mong cô được cấp chút sức mọn ở bên cạnh người để giữ gìn cơ đồ. Có người kế vị rồi, Trần Minh à, cô nhất định phải dốc hết sức lực để làm cho dân giàu nước mạnh. Phụ thân con ở dưới suối vàng chắc chắn sẽ rất mãn nguyện. À, con hãy mau đưa ta đến gặp hoàng tẩu để ta xin bà tha thứ tội và xin bà chấp nhận lời thỉnh cầu hồi cung. Trần Minh con xứng đáng là người kế vị. Con hãy làm một hoàng đế anh minh. Hoàng thượng anh minh. Đa tạ hoàng thượng. Hoàng thượng Trầm biệt lễ, các khanh hãy bình thân. Hoàng thượng.